Take the next sharp right onto 253. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình tiết của câu chuyện này nhé. Viêm Trang khi đó là vùng đất hoang dã. Drive for 3.5 kilometers. Bà cho khai phá đất hoang, bờ bãi, lập lên đồng ruộng, làng xóm, rừng vợ, gà trống cho mọi người. Bà lại dạy người dân nơi đây cách làm ruộng, trồng dâu, nuôi tầm, trồng mía kéo mật. Bà sáng tác ra các bài hát và dạy nam thanh nữ tú hát. Sau khi bà mất, dân làng lập đền thờ tôn vinh bà là Đức Vương Mẫu, Vua Bà, Thủy Tổ, Quan Họ và là thành hoàng làng của làng. Left after 800 meters.
Và gần đây là giải nhất bảng B của cuộc thi âm nhạc mùa thu năm 2019 tại Việt Nam. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức tài năng của nghệ sĩ trẻ Phạm Lê Phương cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong bản Concerto cho piano và dàn nhạc số 23 K488 dòng La Trường của nhà soạn nhạc quốc gia.
through the roundabout after 1.5 kilometers. Take the next right.